Mình đây xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên xe lúa. Mà xe lúa ngày xưa thường có mấy em trâu hay chở lúa. Đó là chiếc xe này đây. Và chúng ta hãy cùng bước tiếp cùng xem là thu hoạch lúa nhé. Có biết rằng các bạn nào còn nhớ đi ngang những cánh đồng mà thơm cái mùi của rơm rạ không? Và các bạn nào đi ngang dưới làn khói mà có mùi khói tỏa không? Những tro đốt á, và những các cô các chú đi móc lúa ngoài đồng. Chắc các bạn nào vẫn còn nhớ chứ? Chắc vẫn còn một số nào nào đó ở đâu đó vẫn còn làm những việc đó. Đây cô này đang cắt lúa, nhưng mà lúa mà còn dư lại mọi người, gọi là móc lúa. Chúng
sau khi mà đập lúa rơi rụng ra hết thì rơi lại cho những cái bụi bụi nó lúa ngọn hay là lúa lép nó sẽ rơi ra ngoài, mọi người đã nhìn thấy. Dạ. Mọi người đã nhìn thấy đó là đây là cái lưỡi hái mà khi mà lúa sập hoặc là lúa rơi cặp mé sẽ cắt vào cho gọn lại. Lưỡi hái ngày xưa cũng cắt lúa bằng cái lưỡi hái này. Giờ xài máy gạch đập rồi. Mọi người đang nhìn thấy đó, con này cầm lưỡi hái cắt rơm rạ những cái lúa mà còn rơi ra ngoài, còn sót ra ngoài. Dạ có. Đó, mọi người đang nhìn thấy đó. Chắc các bạn nào còn nhớ những cái hạt lúa mà khi mà gặp lửa nó sẽ nổ ra như vậy không? Ăn vô nhất là thơm thơm. Chúng ta thường thường đi đồng như vậy thì lụm những hạt này cắn lên cắn ăn thử, lại cảm thấy ngon ngon thơm thơm. Lại đi gặp những hạt lúa này nè, ta lại làm như vậy nè, cho cái hơi nóng đưa lên và những cái hạt lúa này nó nổ ra đó. Cái tuổi ấu thơ vui đùa ngoài đồng, những ngày giông chơi, chắc những cái đó nó chỉ đưa vào cho những ký ức chúng ta mà thôi. Đó như vậy nè các bạn, nó đã tách cái hạt vỏ ra. Thêm lại một hạt nữa, chắc những ký ức đó đưa vào những lãng quên hết rồi. Đây đúng quá. Những tuổi trẻ của ta nô đùa giỡn qua những ngày rơm như vậy nè, chạy theo những chú chim sẻ truyền từ cây này sang cây lúa khác, mình nô đùa đùa giỡn rất là vui, và đi theo những chiếc xe đó, các bạn nhìn thấy những xe trâu, từ khi chạy theo chiếu chọc những trâu hay này kia rất là vui, tuổi thơ tinh nghịch rất là vui, hồn nhiên lắm, không sâu xa, không lo nghĩ, không quan ngại gì hết, giống như chú chim sẻ này vậy nè. Các bạn nào thấy giống như chú chim sẻ đó vậy, tung tăng vui đùa bay nhảy chả biết gì cả. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng châu cày với ta, cái cày vốn nghiệp không ra, ta đâu châu đấy ai mà quản công. Những câu thơ đó hình như là đã đi vào trong mỗi trong lòng chúng ta hay sao, nhắc tới con trâu là nhớ lên những câu thơ đó, không biết vì sao nữa. Mọi người ai còn nhớ cái này không? Cái này mà khi mà chúng ta bước lên như vậy nè, ây da, sao gãy cái đọt vậy bạn, ây da, gãy đọt luôn bạn ơi, trời ơi bể mặt anh em quá. Ây da, nó như vậy nè các bạn, và chúng ta tách ra, tách nó ra. Đây, tách như vậy và cái lõi ở trong này cắn cái bụp. Ngon ngon ngọt ngọt làm sao. Tuy là những cây cối dại ngoài đường nhưng mà ăn vào nó ngon ngon ngọt ngọt làm sao. Có các bạn nào vừa thấy là đi không? Cà phê đấy.
cá mình đến nỗi nghe cả đường ương cũng ham không ai bắt làm gì luôn. Nhưng mà các bạn thấy gì không? Đó, trời cá luôn. Mình bắt được một con đây. Sẵn có lửa này làm nó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại sau một hồi mình đi bắt cá thì nướng. Bây giờ khoảng cũng khoảng chừng 4-5 giờ chiều ở đây các bạn. Cá mình nướng nó hơi đen đen. Ngọt lắm các bạn. Mà cà phê này tội là sữa. Các bạn biết cái này gì không? Nay là bắt cá nướng ăn, tại vì nãy ngày hôm qua nha, hôm qua thì ngày rằm không ăn thịt ta được, đây không ăn thịt cá được chứ người ta nói nghe ghê, không thịt không ăn thịt cá được, ý là nói ăn thịt người ta có nghĩa là đây là con cá chứ không phải là người ta nghe, trời ơi, người ta hay ghê luôn. Đây nó luôn quên nữa. Cái này cục muối. Muối cục mà. Đây là cây rau mát nè. Cây rau mát á nó tương tự như cây lục bình vậy á, nhưng mà cái thân nó dài hơn. Cái bông này nè. Mà người ta khi mà tách nó ra. Bạn lấy trong đây nè. Đây. Xào mỡ ăn. Chắc là ngon. Mà ăn sống với mắm cũng được đó. Câu bạc cũng được đó. À, ăn ngon hơn lục bình nữa. Nói làm luôn. Bây giờ
Điểm có cây ao mát lắm. Ngon lắm. Con rồi. Nhưng mà xương còn khúc gì nè. Xui chứ. Cá ăn được có một khúc rồi. Như xương luôn. Cái này cái bồ đề. Gọi như gốc bồ đề. Đây. Có gì ăn có luôn, xem. Này có gì tụi ta hết. Hai cái bông này trôi luôn. Cái lá này. Ngọt lắm mọi người ơi. Đây đúng thành thang vậy. Xem vào lúc 7 giờ nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem tới video. Bye bye các bạn, hẹn các bạn lại lần sau.